Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Veloz ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì Veloz ở thời điểm hiện tại thì có hai nguồn cung, thứ nhất là nhập khẩu thì sẽ là xe 2022 và lắp ráp thì sẽ là 2023. Thì giá niêm yết cả hai phiên bản, cả hai nguồn cung đều như nhau và đều có hai phiên bản là số tự động tiêu chuẩn và số tự động cao cấp. Thì giá lần lượt như sau: đối với phiên bản nhập khẩu thì có giá niêm yết phiên bản tiêu chuẩn là 658 triệu và ở thời điểm này bên em giảm cho phiên bản này là 56 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 672 triệu để lăn bánh, trả góp thì khoảng 200 triệu. Còn đối với phiên bản nhập khẩu cao cấp thì có giá niêm yết là 698 triệu và thời điểm hiện tại bên đang giảm là 50 triệu tiền mặt. Thì đối với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 720 lăn bánh và 212 để trả góp. Còn đối với phiên bản lắp ráp trong nước, phiên bản 2023 thì có giá niêm yết là bản tiêu chuẩn là 658 và bên đang giảm 30 triệu tiền mặt và gói phụ kiện 15 triệu. Thì với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 597 triệu lăn bánh và trả góp khoảng 175. Còn về phiên bản cao cấp, phiên bản có giá niêm yết là 698 thì bên em đang giảm là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là 15 triệu. Thì với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 742 triệu để lăn bánh và trả góp khoảng 217 triệu. Vừa rồi thì em đã điểm qua cho anh chị về cái giá bán của xe Veloz thời điểm hiện tại, thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Veloz phiên bản 1.5 tiêu chuẩn màu đỏ. Thì chắc là nhiều anh chị cũng xem mệnh rồi các cái thông tin sở thích về màu sắc. Như chị thấy bên cạnh đây là một chiếc màu trắng và bên cạnh đây là một chiếc màu đỏ. Thì màu đỏ này có giá niêm yết là 658 bản tiêu chuẩn. Thì anh chị thấy là cái ngoại thất của hai phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn thì nó cũng như nhau thôi, không khác nhau quá nhiều đâu. Và phần đầu xe đều được trang bị là đèn full LED này, đèn sương mù. Rồi ngoại thất thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị cái la răng nhỏ hơn 1 inch. Còn ngoài ra thì đều như nhau. Mức tiêu thụ cho dòng xe bản tiêu chuẩn này là khoảng 6.3 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Thì với một chiếc xe 7 chỗ gầm cao và đa dụng như này thì mức tiêu thụ nhiên liệu này cũng khá là tối ưu rồi. Còn phần nội thất thì anh chị sẽ thấy xe được trang bị là ghế da Fanny và được điểm thêm một chút là màu bạc. Đa số sẽ màu đen pha với bạc. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe, cũng được trang bị là da Fanny. Còn hàng ghế thứ ba, đây là dòng xe MPV nên là cái hàng ghế thứ ba của xe ngồi khá là thoải mái. Còn em sẽ vào trong xe giới thiệu cho anh chị một vài cái tính năng. Đối với bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cái tính năng giữ làn đường và cảnh báo tiền va chạm, cũng như là không có camera 60. Tuy nhiên là xe vẫn được trang bị là cụm động cơ 1.5 hút khí tự nhiên và đều được sử dụng hộp số DCVT nâng cấp. Ngoài ra thì cũng đều được trang bị là cái gương tự động này, rồi lên xuống cửa kính bằng điện. Ngoài ra thì phần nội thất cũng được trang bị một số cái tính năng tự động như là đèn tự động này, rồi điều hòa tự động, có phanh tay điện tử và auto hold. Ngoài ra thì xe được trang bị luôn cả sạc không dây đối với cả hai phiên bản. Còn màn hình này thì vẫn là màn hình bản cũ thôi, màn hình chưa được nâng cấp. Ngoài ra thì xe được vô lăng cũng vô lưng được trang bị là cái điều chỉnh cái màn hình. Chị thấy cái màn hình đa thông tin còn rất là lớn, hiển thị đầy đủ các thông số như giờ này, rồi cảnh báo này, rồi có thể điều chỉnh được các chế độ như là độ sáng hay là các ngày tháng hoặc là các cái chế độ hiển thị khác nhau. Ở đây em thay đổi cái chế độ hiển thị cho anh chị xem. Còn về phần nội thất thì xe được trang bị như em đã giới thiệu là điều hòa tự động này. Ngoài ra thì được trang bị cả cái giảm lạnh cho hàng ghế ngồi thứ hai và thứ ba ở đây, và được trang bị luôn cả cái cổng sạc cho hàng ghế ngồi thứ hai. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội thất chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn ở tháng 4 năm 2023 này. Thì anh chị nào có đem tư vấn thêm về các dòng xe khác hoặc là các vấn đề như trả góp hay là dòng xe, giá xe, lịch xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.